Anh em ơi, hôm nay chiều rồi, sáng giờ mấy anh em lưu bu để bố trí cái chương trình để ngày mai anh em mình tiếp cái đoàn khách ở Sài Gòn về nha. Bạn ba kênh YouTuber ở Sài Gòn về cũng khá là nổi tiếng đấy anh em ơi. Đấy, anh em mình đang hồi hộp, sáng giờ chuẩn bị những cái trò chơi game show để ngày mai anh em mình chơi cho anh vui. Đó là ba kênh YouTube, đó là Phinny Hùng, Lộc Phù Hồ và Nga Sumo nha. Võ Sĩ Lâm. Có Nga Sumo người anh Hải ngưỡng mộ bấy lâu nè, nay có dịp về nghe nói Nga Sumo anh Hải khoái đẹp quá biết luôn, ngày 24 tiếng mình đẹp mất nói chung cũng Nga Sumo khó vậy. Mình làm bên YouTube ẩm thực thì nói chung lâu lâu cọ sát em thứ như thế nào, thấy người nhỏ nhỏ mà thật sự là quá đỉnh cao rồi. Anh biết em nói là em anh mê Nga Sumo lý do không? Ăn nhiều là đối thủ cạnh tranh của anh chứ không phải là cho anh mê vậy. Mình sẽ thả ba con gà chiến của mình nè, còn hai gà để lo hậu cần nha bạn ơi. Gà thứ nhất đó là Vũ Mập nè, gà thứ hai đó là Tổng Trang nghe, gà thứ ba là Hai Nô nghe bạn ơi. Hai Nô mình phải chơi không giấu chút nha. Mình khá lo lắng cho anh Hai Nô khi mình xếp anh Hai Nô thi đấu với Nga Sumo nha. 36 giây uống 6 lon bia. Có gì là em cỏ sát rồi để mình ngâm cứu. Nhưng mà mình nói với bạn Nga Sumo nha, nếu bạn uống như vậy thì anh Hải 6 lon thì anh Hải ngủ không phải đâu nha. Nên về đây đừng có ép anh Hải tội anh Hải nha các bạn. Nếu bia thì nếu mà rỉ rả thì được chứ uống tập hành cái đó thì ok chắc ngủ. Ở bên đây nguyên một cái chỗ luôn, không có ai có luôn. Không, mình nếu xả luôn. Nếu mà nói về ăn nhậu chắc team nào cũng ra đây gặp team anh em mình là chắc cũng lên bờ chung ruộng. Ok. Nếu mà riêng về lĩnh vực ăn uống thì chắc anh em mình không dám bằng team anh em đâu, nhưng mà nếu mà 5:30 á ghi số thì anh Hải đỉnh cao. Cái lúc ra điện thoại nó chạy hết công suất luôn mà. Ở Việt Nam mình chắc không có team nào mà giống vậy đâu ha. Vũ Mập sẽ thi đấu với đó là Phinny Hùng. Trận chiến đó là mình xếp kèo với anh em, liên hệ anh em thì mình sẽ chơi cái món đó là bún thịt nướng heo quay nha các bạn ơi. Toàn đang là một người quen heo khá là ngon cho nên cũng muốn đã đây món đó. Toàn đang sẽ gặp đó là Võ Sĩ Lộc nha, ốm gặp Mập nha. Đó là trận chiến đó là bánh canh đặc biệt nha. Và tất cả hai cầu thủ này thì có trời chơi nhân phẩm nha các bạn ơi. Và anh Hải là rất là thích, muốn cọ sát, mình muốn chơi nhân phẩm. Anh Hải là thích cọ sát với Nga Sumo luôn cho nên mình sẽ chơi anh Hải solo trực diện luôn nha. Lần này em gặp chính diện với người anh hâm mộ luôn anh ơi. Nói chung mình cũng hâm mộ để một lần được gặp mà. Anh cho nó có thua cũng được, có thua cũng mừng anh. Ok, anh Hải anh cũng thấy nhiều người ăn rồi mà anh thấy Nga Sumo nhỏ nhỏ mà có vỏ nha, cũng thích. Hy vọng là trận này sẽ là bá đạo nha các bạn. Chung những chiến ba trận chiến này là mục đích cọ sát là chính mà. Cố lên em ơi. Nói chung là anh em mình ở quê hoài rồi, ở quê hoài mà cứ gọi là lâu lâu ra biết lớn ấy. Ở nhà với mẹ biết nào khôn các bạn. Mà lâu lâu anh em gặp anh em về quê giao lưu anh em mình mừng hết lớn luôn ạ. Đấy, cái đây là cái quý nha. Mai ba anh em cứ tẹt luôn chơi thoải mái. Tôi vừa qua là cái gì là nhớ nhé tôi phát là lắm. Anh em mình khách mà có khách phương xa tới mà giao lưu là khoái lắm. Sợ tối nay mất ngủ ấy. Đây có đứa gái Úc Lâm nha. Mai nếu qua thì nó có vũ dành mà. Chiều nay thì tầm 8 giờ mấy anh em ở Sài Gòn về đây thì mai có tầm mấy giờ tới mình ta? Tầm có 11-12 giờ. 11-12 giờ rồi ok. Anh em hắn clip trên ba kênh của anh em mình nha. Đấy, anh em mình bây giờ ngồi ăn dưỡng sức nha. Hôm nay anh em mình không có uống nha. Uống nếu uống thì uống 3 lon thôi. Xin đi đá banh để lấy sức nha. Đấy, anh Hải tự tin phần thắng bao nhiêu trăm à? Nói chung là mình cũng dám tự tin phần thắng nhưng mà chắc anh nghĩ cũng nên 10-10 gì chưa chắc ai thắng ai được. 50-50. Ok. Lấy. Còn này. Mình nghĩ 50-50 này anh em ơi. Nói chung ai cũng có cơ hội thắng. Còn cũng có nhân phẩm nè. Vũ mà. Cũng vậy cũng 50. Nói chung cũng gặp anh em trên mạng nhiều hơn. Ngày mai nó gặp cũng khoái khoái. Rồi kênh Phinny Hùng rồi. Ok. Tự tin không? Vui là chính, anh lúc nào cũng xét là không mang tính chất cạnh tranh cao, vui là chính nha. Đấy, và cũng thấy anh Hải thích mà người đẹp nên xét anh Hải gặp Nga Sumo mà. Hầu giờ anh đâu chưa thấy phụ nữ anh mà. Đúng rồi, anh Hải không tin nha, anh Hải không tin mà sao phụ nữ mà ăn nhiều vậy. Đó, anh Hải không tin, cho nên ngày mai anh Hải sẽ thấy cái cảnh nha. Muốn mấy ký mà rồi anh em hãy đăng ký tất cả những kênh anh em mình đây để theo dõi nha, và anh em nhấn nút like để nhận thông báo sớm nhất khi mình đăng clip nha. Chắc là mai hoặc mốt mình sẽ đăng nha, mỗi kênh sẽ đăng một clip trên mỗi kênh nha. Mấy anh em nghĩ thì ba cặp này thì trong team mình ai là người tự tin chiến thắng cao nhất nha, mình cũng chưa xem hết clip mà anh em cũng biết được. Anh em 1, 2, 3 go. Đấy, anh em hãy bình luận xem nha. Mình cũng hy vọng là anh Hải không anh phải hết khả năng của mình ra để dự sách tao xem có
thất vọng. Anh em hãy giải bình luận bên dưới nha. Tốt nè. Nói chung Toàn cũng sức mình sang con là chút nữa, thấy luôn. Chút nữa chạy vô giờ ráp thêm bao thử nữa. Được rồi. Anh em mình xin tạm dừng clip tại đây nha. Anh em hãy bình luận bên dưới để xem cái gì đội nào sẽ chiến thắng nha. Và anh em hãy góp ý thêm cái ý tưởng để ngày mai anh em mình làm sao cho nó hoàn thiện hơn. Tại vì ý tưởng mới bây giờ mình lên ngay ngày mai có thể là chỉnh sửa thêm một chút nha. Anh em hãy góp ý giúp mình nha các bạn ơi. Chào anh em, cảm ơn em nhiều nha. Chào em.